Quốc gia lười nhất thế giới, chính phủ cho không tiền cũng không cần. Bạn không nghe nhầm đâu, nghe có vẻ lạ nhưng đây là một thực tế hoàn toàn có thật. Đây là một quốc gia thậm chí tiền rơi xuống đất người ta cũng không muốn nhặt và được xem là một trong những quốc gia có nhiều tiền nhất thế giới. Nơi quy tụ những ngân hàng nổi tiếng nhất thế giới và những hãng đồng hồ xa xỉ nhất, không đâu khác đó chính là Thụy Sĩ. Ở đây thu nhập bình quân đầu người của người dân rất cao, đạt mức 100.000 đô trở lên, tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Dù là người lao động bình thường cũng có thể bỏ sổ tiết kiệm lên tới 50-60.000 đô một năm, khoảng 1 tỷ đồng. Công việc một tuần không quá 3 ngày, một năm làm không quá 1.600 giờ. Dù bạn không đi làm ở nhà thì mỗi tháng cũng sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp lên tới 60 triệu đồng. Dù tiền tiêu không hết nhưng quốc gia này vẫn tìm đủ lý do để phát tiền trợ cấp. Thụy Sĩ nằm ở phía Tây của Trung Âu. Đây cũng là nơi chứa đựng và cất giấu rất nhiều của cải của giới siêu giàu trên thế giới. Dịch vụ hàng hóa xa xỉ phẩm rất thịnh hành và phát triển cực mạnh tại đây. Chất lượng an sinh xã hội cao, tỷ lệ tội phạm thấp, mức lương cao nhưng thuế lại đóng thấp. Nếu được chọn, bạn có muốn sống tại quốc gia này không? Cùng comment thảo luận và follow trang để theo dõi tiếp nhé!